Kính thưa mọi người, thì hiện tại là GoFood đang có mặt ở quận 12, đang ở một cái khu trọ của các anh chị công nhân. Và theo như mình được cái thông tin mình được biết là ở đây là mấy tháng qua là không có ai đi làm, cũng như là cái việc khó khăn, rất là khó khăn trong cái mùa dịch này. Thì nhờ anh Định đang ở trọ ở khu vực này có thể là dẫn em với mọi người để mà biết về cái cuộc sống của bà con ở đây nhanh. Ví dụ như là bà con ở đây thất nghiệp bao lâu, cái cuộc sống ăn uống đồ như thế nào vậy? Thì nói chung ở đây anh chị em ở đây làm công ty này thất nghiệp cũng trên 2 tháng rồi, mà cũng có trên phường với bà con bên Mạnh Thường Quân cũng có vài hộ lại hỗ trợ 5 kg gạo với rau củ quả đó, nhưng mà cũng được 3 lần. Còn về cái phần tiền nhà trọ thì mình có đóng hàng tháng không hay là đã nợ lại rồi? Đã nợ công ty cũng như hồi tháng rồi, tháng này là không có thanh toán. Nhưng mà tiền trọ nói chung ở đây là cũng đỡ con cái là trọ tập thể của công ty nó cho mình ở á. Thì đóng đầu người một tháng thì cũng trăm ngoài ngàn người à. Dạ. Khó khăn rồi bây giờ ăn uống rồi thực phẩm rồi đúng không? Đúng rồi anh. Em có nghe nói là mấy chị em rồi ở đây là ở là một phòng là ở tới mấy người lận? 3 người, 4 người, 5 người, nhiều nhất là 5 người anh. Công ty ở gần đây không anh? Công ty cũng gần đây. Đâu thử anh dẫn em với mọi người tới một cái phòng để ví dụ như phòng của chị này đi ha. Dạ. Đây em một ha, chị mở đèn lên giùm em. Em chào anh luôn nha. Dạ. Là ở đây là mấy chị em là làm chung hết một công ty luôn. Đúng rồi. Dạ. Đó, đây cái phòng. Ủa cái nền mình trời mưa rồi có bị ngập không anh chị? Ngập đó mới chán, hôm trước là nó những ụp vô đó. Ai cũng chán vậy chứ, ngập thì tát. Tát hả? Để coi bị cháy ở đây nữa nè, hôm nay nó bị cháy rung rung cho nó. Bị chập điện đó hả? Chập điện cũng cháy luôn mà, đợt này bệnh gì mà không cho được tiếng gạo ăn. Nguy hiểm ha. Ví dụ như ở đây là mỗi phòng là mỗi cái toilet riêng. Riêng. Toilet. Điện nước thì mình đóng tiền điện nước theo điện họ có nước, cái bill đó không? Phải. Đang nấu cơm trưa đó hả? Cơm sáng hả? Là ăn nguyên ngày luôn. Ăn nguyên ngày luôn. Mua đồ người ta đem tới chỗ. Phòng nào cũng ngập luôn hả chị gái? Đều gan. Đều gan lọc từ một nữa. Phòng nào cũng chắc ngập đi, đồ mưa là ông vô tắt. Thôi em đi tới cái phòng khác nha. Đi anh dẫn em với mọi người đi. Đi chị hả? Cái xe nó để được phải không? Đây có người coi rồi. Đây phòng của chị đây. Đây. Chào anh chị nha. Phòng này là mấy người ở? Hai người. Hai người vợ chồng đó hả? Dạ. Năm người cho anh coi. Ủa cái công ty này là đưa anh chị em công nhân về đây là bao năm rồi? Cũng lâu anh. Cũng lâu rồi hả? Đa phần ở đây là mấy chị em chiếm số nhiều hơn là mấy anh hả? Hay là từng phòng là vợ chồng hết, từng cặp? Dạ, từng phòng vợ chồng. Gia đình. Khu này là khu cháy đó anh, khu cháy hôm rồi. Cháy nhà đợt hôm cuối đó. Cháy hả? Dạ, cái đợt mà hồi cuối năm vừa rồi á. Dạ. Cuối năm vừa rồi có cháy ở Bình Phước đó, là cái khu này nè. Là cháy rụi hết luôn đó hả? Hay là dạ chào anh nha. Cháy chưa khắc phục lại, mới khắc phục lại. Dạ. Nó cháy xém á. Lên ngay cầu thứ hai đó thì chắc có lẽ cũng nhiều người đi nó cháy cái lên đây nè. Em với lại hai mặt Mạnh Thường Quân á thì có nhờ chị Thảo đó nè là tới cái khu trọ của mình. Chị đang giặt đồ. Phòng của anh Định phòng nào? Vợ anh đó hả? Dạ, đang giặt đồ. Là ai cũng giặt ở ngoài hết hay là có người muốn giặt ở đâu giặt? Có ở đây giặt ngoài thôi. Ở này nó cách cái dốc nó cao quá là nước là mưa nó xuống là nó ngập. Ngập. Nó ngập. Ở đây có cái cống nè, cống nó bị ứ luôn, nó bị đầy quá đó.
này đưa lên chứ không có nhiều người biết á. Dạ. Đây còn cái trái đây á. Nè có cái dấu trái luôn nè. Dấu trái mới có phục lại á. Phục này chỉ là bên trong thôi chứ nó chưa nữa ra bên ngoài gì đó. Hiện tại á, anh định là bây giờ là 7 hộ ở đây là có mặt có nhà đây hết. Dạ đúng, đúng rồi. Không? Có đúng. Dạ. Bây giờ như thế này ha, thì em thay mặt Mạnh Thường Quân ở trên kênh thì họ có gửi một ít quà đến cho bà con ở đây. Coi như nãy anh cũng có nói đó là cái tiền nhà có thể là xây sở được, nhưng mà cái tiền mà để mà ăn uống rồi các thứ á ha, thì lại cũng phải sử dụng cái tiền. Thì ở đây là cái món quà của Mạnh Thường Quân là đổi ra bằng tiền. Em sẽ soạn cái khoản tiền mà em gửi đến cho từng hộ. Thì nhờ mấy anh chị ha, gửi từng phòng giùm em nha. Đó. Thì em thay mặt cho mình cũng gửi đến cho 7 phòng, mỗi phòng là 1,5 triệu. Đó, thì em xin phép được đọc tên và cái khoản tiền từ các Mạnh Thường Quân. Dạ. Thứ nhất là của chị Nguyệt Võ ở Mỹ là 2 triệu. Thứ hai là của anh Long ở Mỹ là 2 triệu. Thứ ba là của chị Trần Thu Hằng ở Cali, Mỹ là 2 triệu. Thứ tư là của anh Mạnh Phan và chị Ray Phạm ở Mỹ là 1,5 triệu. Thứ năm là của anh Phú, chị Hạnh ở Mỹ là 1 triệu. Thứ sáu là của chị Sử Thị Mai Thảo ở Long Xuyên, An Giang 1 triệu. Và cuối cùng là của chị Trần Thiện Thùy Linh ở Mỹ là 1 triệu. Thì tổng cộng là 10,5 triệu nha. Mỗi phòng là 1,5 triệu. Đây là 10,5 triệu. Em nhờ anh đếm lại giùm em coi có đủ không. Dạ, sẵn đây cho em xin gửi lời cảm ơn với các cái nhà hậu tâm Mạnh Thường Quân đã gửi giúp đỡ cho khu tập thể. Rồi sau em cũng xin ra mặt các anh chị em khu tập thể á, cũng rất là cảm ơn, rất là biết ơn các anh chị Mạnh Thường Quân đã đến đây giúp đỡ. Dạ, thì nhờ anh cầm cái khoản tiền 10,5 triệu này, anh đến từng phòng anh gửi giùm em mỗi phòng 1,5 triệu, và anh nói giùm em là Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước gửi quà đến cho bà con. Dạ. Dạ. Dạ, Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước gửi giùm cho cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân nhiều. Dạ. Cô chú dạ, cho con hỏi ha. Đó, thì cô chú là quê ở đâu? Vĩnh Long. Vĩnh Long. Thì lên đây lâu chưa? Lâu rồi. Rồi bây giờ mình có đi làm gì không cô chú, hay là giữ không, cháu nha? Hai tháng mấy nữa làm cho. Dạ. Cô chú lớn tuổi giờ vẫn đi làm. Đi phụ quán phở hủ tiếu rồi á. Phụ quán. Còn ông bận công ty mấy năm nay. Dạ. Dạ hai tháng mấy năm mới bận gì được chân á. Dạ. Thôi con đi nha, chúc sức khỏe nha. Cảm ơn nhiều. Dạ. Dạ, gửi 1,5 triệu nha cô chú. Dạ. Cảm ơn mấy anh mấy chị bên nước ngoài có hỗ trợ bên đây đó, mà cũng hai tháng nay cũng có làm được gì cũng có. Cảm ơn. Dạ. Con đi nha. Em ở đây với ai? Mấy chị em hay sao? Hay là chồng? Dạ, ở chồng là đi cách ly cho công ty nè. À. Rồi con thì gửi ở quê. Dạ. Quê em ở đâu? Ở Bạc Liêu. Bạc Liêu hả? Rồi anh đi nha. Dạ. Là chị mấy đứa con rồi? Dạ em hai đứa rồi. Hai đứa. Gửi với nội. Gửi với nội hả? Dạ. Dạ. À, còn có cháu nào còn uống sữa hay là còn nhỏ tuổi không? Hay là có cháu 9 tuổi đang học. 9 cháu tuổi lớn hả? Thì nghỉ học. Dạ. Rồi về cái phần mà tiền nông rồi học hành rồi gửi về quê rồi sao chị mấy tháng nay? Mấy tháng nay không có gửi được đó, thì đủ đi sáng lo. Bà nội cũng khổ, tại vì cũng mới ghém cái đây đâu có phương tiện đâu gửi, mình đâu có làm được ra tiền đâu. Bà nội
Thôi em đi nha. Dạ, em gửi anh 1.500.000 ha, để mà cần gì thì sử dụng nha anh trai. Ủa cái phòng này nó dài hơn. Dạ, hai phòng này lại dài. Có số tại vì quê đó. À cái phòng này nó dài hơn ha, phải có đất. Em thay mặt Mạnh Thường Quân trong ngoài nước gửi đến cho từng phòng 1.500.000 nha anh. Dạ, em cảm ơn. Dạ. Mạnh Thường Quân hơn anh. Dạ, em hỏi là 1.500.000 này thì anh sử dụng như thế nào? Thì em chỉ biết để dành mua đồ ăn, dành dụng cho những ngày chống dịch thôi chứ em không biết mua gì đâu. Dạ, dạ. Dạ. Theo anh đi nha. Dạ, dạ. Cảm ơn anh. Đây còn phòng em đây, có cháu nó 9 tuổi còn bé đó. Dạ. Đang học đó, giờ dịch này nghỉ luôn. Dạ. Đó, phòng cuối của anh. Phòng em ở là hai đứa con với đứa cháu. Sao thấy điện đài gì nó mình không có đó, họ có cúp tắt cái đường bên tay qua. Thấy rồi đâu phải được, giờ tạm thời là chỉ thấy là chị. Ủa lúc cháy là 7 phòng ở đây là bà con vẫn nguyên thinh gì đó hả? Đang đi làm á. Đang làm bên công ty á. Dạ. Rồi cháy không cháy là chạy về đó. Nhưng mà nếu mà anh đưa lên đây chắc cũng có nhiều người biết lắm. Nhưng mà không có thiệt hại gì, không có người nào mà bị nói chung là tai nạn gì người không có, thiệt hại về đồ đạc ở trong gia đình đó thì nói chung ở bên chỗ công ty mà chỗ nó làm cho mình ảnh hưởng bị cháy á, là nó có hỏi bên đây là có đòi ý kiến, dù như nó đền bồi bên đó đền bồi, nhưng mình thấy ở đây cũng ít thôi, mình tự khắc phục lại được thì mình kêu nó sửa lại tạm lại cho mình ở thôi chứ chung không có đền. Yeah. Kính thưa mọi người, thì tới cái phòng của anh Định, đây là phòng cuối cùng họ gửi đến cho vợ chồng gia đình của anh là 1.500.000, thì cũng có hỏi là sử dụng như thế nào, anh cũng nói là chắc là cũng để mua thực phẩm rồi đó, các thứ cần thiết để trong nhà cho hai vợ chồng với lại hai đứa con đó, thì thay mặt cho 7 phòng trọ xin cảm ơn tới đặc biệt là quý Mạnh Thường Quân đã tận tình giúp đỡ bà con trong cái mùa dịch, cũng như là người xem ở trên kênh GoFood. Chúc cho tất cả mọi người được bình an, được nhiều sức khỏe. Ở nước này là nước của gia đình mình riêng hay là chung tập thể luôn anh? Dạ, chung tập thể, nó có cái khu trường đó. Nước xài nước giếng hả? Mà nó còn phèn không? Chắc còn chứ, nó lắng xuống là nó phèn liền. Nó phèn đó, vô mấy cái ống à. Rồi ở đây là nước rồi là mấy cái chai nhựa rồi là bỏ đây gom về một góc đây hết hả? Hay là nhà mình? Mấy bữa mưa mấy dài nó ngập á, hãy gom lên đây để cho bỏ vô bao là đem đi cho cái ông kia hết trơn à. Còn lại là ổng rơm á. Có mấy thấy ai mà đi nhặt chai nhựa rồi đó kêu họ vô. Mà lúc này đâu có ai đâu đi đâu. Rồi uống nước là uống nước bình hả? Còn sử dụng là sử dụng bằng nước giếng. Ủa rồi nấu nướng là cũng bằng nước giếng luôn hả? Nước giếng thì không có tốt. Ví dụ nước giếng anh có xài sơ ở ngoài anh rửa này nọ thứ thì được. Rửa mà kiểu mà rửa xe, sửa ấy rồi đó, rửa trà dài dép rồi được chứ. Để xong vô trong người nguy hiểm. Bao lâu rồi xài nước giếng như vậy? Lên mấy năm nay là xài này suốt luôn chứ đâu có ấy đâu. Tại vì mình ở đây là ở tập thể của công ty mà. Dạ. Hôi đó là mọi người. Cái cống nó bị đầy cái giờ tràn ra nó hôi. Cống này là cống nhà tắm đi ra luôn ha anh. Cống nhà tắm đi ra luôn mà. Cống nhà tắm đi ra luôn mọi người. Toilet rồi đi ra luôn. Cái này mình nghĩ là nó đi xuống với khoảng mấy tấc á, nhưng mà tại vì đầy quá rồi đó, nó tràn lên luôn, không ai làm chứ.
À, thì mình chuẩn bị về thì thấy cái cảm xúc của bà con rất là vui khi nhận được những khoản tiền với 1,5 triệu này thì đa phần thì bà con là để mua thực phẩm và cũng như là những thứ cần thiết, cũng có người thì nói là cũng gửi về quê, nhiều khi con cái ở dưới quê, bà con rất là mừng. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người, và GoFood cũng chia sẻ là ở trên kênh GoFood có đồng hành cùng với kênh Vì Trái Tim, vậy mọi người hãy liên hệ qua số điện thoại đó là 0988601669. Thì mọi người hãy gửi những cái thông tin hình ảnh của cái khu trọ của mình gửi qua cái số điện thoại, GoFood sẽ sớm cái thời gian sớm tranh thủ cái thời gian sớm nhất sẽ đến với lại tất cả mọi người. Xin chào và hẹn lại mọi người.